Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong live buổi tối ngày hôm nay. Như đúng lịch thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những mã sản phẩm quần tây nha các bác. Và ngày hôm nay có hơn 40 mã. Nó sẽ được mở ở trong hai kiện quần tây Nhật nha các bác. Đó. Và giá bán của chúng ta sẽ đồng giá 200.000 cho một mã sản phẩm. Bao ship toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Còn khách mới thì mình vui lòng cặp giúp em, thì bên em sẽ đi đơn nhé. Và có một điều lưu ý cho khách mới lần đầu tiên mua hàng trên kênh của em, thì em không khuyến khích những khách hàng mới là mua nhiều sản phẩm trong một cao line của bên em đâu. Thì các bác nên mua một mã thôi, mua một mã nha. Bác về các bác trải nghiệm, các bác mở hàng ra kiểm tra, xem cái hàng của bên em bán với cái mức giá như vậy nó có hợp gu với các bác không, nó có đúng như cái kỳ vọng và một cái sản phẩm mà các bác đang kỳ vọng hay không, thì lúc đó những cao line sau thì các bác có thể lấy thêm. Còn khách mới lưu ý cho em, bên em chỉ khuyến khích lấy một mã thôi nha, lấy một mã về đi, các bác thử hàng đi, các bác kiểm hàng đi, xem nó có đúng gu của các bác không. Bởi vì một ngày vừa qua em gặp rất là nhiều trường hợp khách mới, khi mà lần đầu tiên mình sang live mình order một cách ồ ạt, rồi đôi khi các bác chỉ cọc 100.000-200.000, nhưng mà các bác order rất là nhiều, rồi các bác đưa ra những cái yêu cầu, những cái phản hồi nó vượt quá những cái điều trong cái phạm vi của bên em nhé. Nên các bác lưu ý giúp em, bản chất là bên em đang bán những cái sản phẩm đồ si, đồ hàng thùng, hay còn gọi cách dễ hiểu nó chính là hàng sida nha các bác. Đó, thì cái kỳ vọng của các bác vào một cái sản phẩm như thế này thì nó nên thấp hơn so với cái kỳ vọng mà các bác đi mua đồ mới nha. Bởi vì bản chất các bác mua đồ hàng thùng thì các bác đang mua với mức giá chỉ bằng 1/5, thậm chí là 1/10 so với giá các bác mua mới thôi. Còn bản chất hàng bên em nó sẽ là hàng tuyển, hàng nước đầu, hàng nước một, hàng mở nguyên đai nguyên kiện, chọn ra những cái mã sản phẩm đẹp nhất để bán cho các bác nha. Nên khi các bác nhận hàng hãy kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em, bởi vì tất cả những quyền lợi của khách hàng thì các bác đều được hưởng hết rồi nha. Đó, kiểm tra hàng thoải mái, các bác thấy hợp lý, một cái sản phẩm bên em bán cho các bác giá cả nó phù hợp với cái số tiền các bác bỏ ra thì các bác lấy nhé. Đây, em sẽ bắt đầu bằng mã V. Ngày hôm nay chúng ta quay lại với bạn mã V nhé. V1 lên cho bác một con Nike. Dòng này nó sẽ là dòng Nike gốc nha các bác. Đó, một con Nike gốc màu này nó sẽ là cái màu kem sữa nha, màu kem sữa. Đó, hệ thống tem cốt chính hãng của Nike nha các bác. Quần thì còn rất là đẹp, rất mới nhé. Đây, đó, quần rất đẹp, rất mới, hàng chơi gốc chính hãng của nhà Nike cho em nhé. 200.000 bao ship toàn quốc. Một cái sản phẩm này bên em bán ra cho các bác thì vẫn sẽ đo cái thông số đầy đủ và chi tiết cho các bác luôn. Chúng ta sẽ có vòng eo này, đó, vòng eo quần, độ dài của quần và độ rộng của ống quần luôn nha các bác, độ rộng của ống quần luôn, đó. Còn nếu mà các bác mà chưa có chắc chắn về một cái sản phẩm nào đó thì các bác hoàn toàn có thể điện cho em hỏi thêm cái thông tin chi tiết về sản phẩm, bên em vẫn sẽ cung cấp cho các bác nha. Khi mà bên em tư vấn cho các bác, không bao giờ bên em bảo là ôi cái đấy đẹp lắm, cái mã sản phẩm đấy rất đẹp, các bác nên lấy đi. Bên em chỉ tư vấn những cái sản phẩm nó thực sự phù hợp với cân nặng và chiều cao của các bác thôi nhé. Nên các bác lưu ý giúp em, mình để ý vào cái thông tin thông số bên em mà cung cấp nhé. Đây, rồi cái này vòng bụng là 79 nha các bác. Bởi vì bản chất của bên em thì sẽ để cho khách hàng tự tìm kiếm đến những cái sản phẩm của bên em đang bán, chứ bên em sẽ không đi tìm kiếm khách hàng nhé. Đây đều là những cái sự lựa chọn của các bác, chứ em không bảo các bác là nên lấy mã này hay là không lấy mã kia. Tất cả thông tin thông số sản phẩm đều đo một cách rất là rõ ràng chi tiết. Hình ảnh các bác nhìn trên video nó sẽ là hình ảnh thật của sản phẩm nhé. Còn hàng bên em thì vẫn cam kết độ mới nó sẽ là độ mới cao nhất trong cái phân khúc của đồ si rồi. Còn các bác muốn nó mới hơn, nó hoàn hảo hơn thì các bác chỉ có mua đồ mới thôi nhé. Tiếp theo này, mã V2 em lên cho bác một con quần của nhà Gap. Con này nó sẽ là quần kaki nhé, hàng chính hãng của thương hiệu Gap. Đây, đó, con này nó sẽ là vòng bụng 82 cho em nhé. Vòng bụng 82, form của nó sẽ là form ống đứng cho em nhé. Đây, màu đen nha các bác, độ mới ổn, độ mới cao nhé. Con này vòng bụng là 82, vòng bụng 82 nhé. Bởi vì những cái thông số này bên em đo đôi khi nó có thể nó bị lệch 1-2 phân, nhưng đến cái công đoạn cuối cùng và quan trọng nhất là cái lúc các bác kiểm tra hàng, đúng không ạ? Thì các bác hãy kiểm tra thật kỹ cho em nhé. Thậm chí có những bác ấy cầm thước ra các bác ấy đo thông số luôn. Em rất là khuyến khích cái việc đấy nhé. Rất là khuyến khích các bác làm cái việc đấy. Bởi vì đó là quyền lợi của các bác. Các bác có thể làm bất cứ cái điều gì để các bác kiểm tra cái quần,
để chắc chắn rằng khi các bác nhận thì nó phù hợp với cái số đo của các bác nhé. Bởi vì khi mà nhận hàng rồi thì bên em sẽ hạn chế cái việc là đổi trả sản phẩm. Bởi vì bản chất trước khi bên em lên một ca line như thế này, một con quần, bên em phải dành rất là nhiều thời gian ra để đo đạc này, chuẩn bị khôi kiện, nó qua rất là nhiều công đoạn, qua rất là nhiều quá trình nha các bác. Chứ không phải là mình cứ đặt hàng một cách tùy tiện, rồi mình thích mình nhận, mình không thích mình không nha. Đó, đấy là em xin nhắc những khách hàng mới mình lưu ý giúp em. Mới mua hàng thì cứ lấy một hai mã, đừng có nên lấy nhiều được gì. Về mình kiểm tra đi, xem hàng nó có ok không thì ca lai sau ủng hộ em tiếp, không thì thôi, không sao cả. Các bác xem vui giải trí cũng được, cũng rất là mừng rồi. Tiếp theo này, mã V3 lên chú bác một con quần tây, con này nó sẽ là hàng của Nhật nhé. Và con này chất nó cực kỳ dày dặn nha các bác, chất nó rất là dày dặn luôn. Đó, phối màu thì rất là sang, độ mới quần thì rất là cao luôn nhé. Tất cả những cái kiện này bên em vui, bên em đều quay lại hết, quay lại cái quá trình khui kiện cho các bác xem cái mã kiện luôn, để chắc chắn một điều hàng các bác mua nó sẽ là hàng nước đầu. Đây, còn độ mới của sản phẩm thì nó còn phụ thuộc vào tùy kiện nha các bác. Bên em sẽ để cái giá nó theo cái thương hiệu, cái độ mới nha các bác, chứ không có bán quá cao cho từng sản phẩm đâu. Nói chung là bán giá nó rất là hợp lý rồi. Con này chất nó rất đẹp nha, hàng của Nhật Bản nha các bác. Đó, chất con này thì nó khá là dày dặn nhé. Bác nào mà thích mặc con quần tây với cái form, với cái vải dày dặn thì các bác có thể lấy cái mẫu này cho em nhé. Form ống suông, form ống rộng này. Đó, màu con này nó rất sang, màu rất sang nha. Cúc nó sẽ là cúc bấm, cúc dài nhé, chứ không phải là khóa kéo nha các bác. Con này hàng nội địa của Nhật thôi nhé, nó không phải là hàng của thương hiệu gì đâu. Nhưng mà cái vải nó chất, cái vải nó đẹp, cái vải nó rất là dày dặn. Cái phía quần dưới này, con này bị lỗi rồi các bác ạ. À, không phải bị lỗi đâu nhé, cái này nó thiết kế kiểu như vậy nha các bác. Đó, nó thiết kế kiểu như thế này, nó có phần cúc ở đây này. Các bác mà muốn mặc theo cái form vắn quần lên thì các bác có thể vắn quần lên như thế này nhé. Đó, con này thì để cho bác mức giá là 100.000 đi, 100.000 đi. Bởi vì vải ở phía trong này nó bị xước rồi, cái phần phía trong này nó bị xước rồi nha các bác. Nó ở phía trong đây, không ở phía ngoài đâu, phía ngoài thì nó không cực kỳ hết. Nhưng mà nó có những cái lỗi như thế thì bán cho các bác 100. Nó không phải là lỗi đâu nhé, nó không phải là lỗi đâu. Mã V3 này 100.000 nhé. V4, chúng ta đến với một sản phẩm quần tây của Nhật Bản luôn nhé. Hàng của Cool Play. Đó, tem code của Nhật này. Con này thì quần nó cũng rất là mới, form vẫn là form ống suông này, form ống suông. Đó, form ống suông, ống rộng nha các bác. Con này vòng bụng là 88 cho em nhé, vòng bụng 88. Đó, quần tây thì nó có rất là nhiều form dáng khác nhau, có form slim fit, form ống suông, form ống đứng. Nên các bác phải nhìn vào cái thông số bên em cung cấp nha. Đo rất là chính xác rồi, dành rất là nhiều thời gian ra để đo đạc quần cho bác rồi đấy. Bụng 88 này, hàng của Nhật Bản nhé, màu đơn giản thôi. Nhưng mà mấy con này các bác nào mà làm công sở đấy, làm công sở và mình mặc đi tiệc đấy, thì có thể lấy mấy con này nhé. Những cái mẫu quần tây như thế này thì thường các bác muốn chọn là một con quần tây đẹp ấy, thì các bác chỉ có đi may đo thôi, may đo thì nó mới đẹp thôi. Còn khi mà các bác đã mua online thì thường những cái bác không có thời gian đi may đo, thì các bác mới mua những cái con như thế này thôi. Và thực sự chất quần công sở của Nhật thì nó cũng rất là đẹp. Đó, độ hoàn thiện gia công thì nó cũng rất là cao nha các bác. Độ hoàn thiện gia công thì nó cũng rất là cao, chất vải của nó thì cũng thuộc loại vải rất là tốt rồi. Giá bán 200.000 thì nó quá rẻ và quần sẽ rất là mới nhé. Chúng ta đến với một con quần của Nhật Bản luôn nhé, tem của nó cũng là tem Nhật Bản luôn. Con này vòng bụng 84 cho em nhé, mã V5, quần ống suông, quần tây ống suông nha các bác. Màu của nó thì phối cũng rất là đơn giản thôi, phối rất đơn giản thôi nhé, một màu thôi. Đó, 200.000. Tiếp theo này, lên chúng ta một con AVV Home, hàng cũng hàng của Nhật Bản luôn nhé. Đó, ở phía cặp quần nó có phối cho quần, nó có thiết kế những cái miếng cao su ở đây để nó mang lại cái cảm giác nó thoải mái, nó dễ chịu hơn, nó không bị bó vào cái phần bụng của các bác ấy, nó gây khó chịu, nó gây ngứa. Thì nó có những cái miếng cao su nó thiết kế như thế này. Đó, quần rất mới, rất đẹp nhé. Tem của nó cũng là tem Nhật, con này made in Myanmar nha các bác, made in Myanmar. Vòng bụng 77 cho em nhé, vòng bụng 77. Con này thì form ống đứng. Đó,
form ống của nó không quá rộng, không quá nhỏ này. Bác nào mà thích mặc con quần với cái form ống nó tầm trung một chút, nó không quá nhỏ, không quá lớn thì các bác có thể lấy con này nhé. Mã V6, V7 này, V7 tiếp tục em lên cho bác một con Nike nhé. Con này cũng là cái dòng Nike Golf của Tiger Woods, một cái tay golf cực kỳ nổi tiếng thế giới này. Đó, hàng chính hãng Nike Golf nha bác. Con này các bác mua mới thì nó phải tiền triệu, phải tiền triệu nhé. Con Nike quần tây chất rất đẹp, rất sang luôn. Phía sau thì nó có một cái logo của Tiger Woods này. Con này vòng bụng 77 cho em nhé, vòng bụng 77. Form quần quá đẹp rồi. Một con quần gốc của Nike độ mới rất cao nha các bác, 200.000 bao ship nhé, 200.000 bao ship. V7. V8 này. Chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Uniqlo Nhật Bản, tem của nó sẽ là dòng tem đen nhé. Đó. Chất thì rất là mát mẻ. Mấy con này các bác mặc vào mùa hè ấy, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó sẽ rất là mát nhé. Đó. Bác nào mà làm công sở mà thường xuyên vẫn phải vận động nhiều, vẫn phải đi kiểu đi bộ, mình hoạt động nhiều ấy, thì mình có thể lấy mấy con này nhé. Hàng công sở Uni thì đặc biệt nó rất là nhẹ nhàng, nó sẽ rất là mát, mặc cảm giác nó thoải mái nha các bác, thoáng khí đó. Hàng của Uni cho em nhé, Uniqlo. Con này vòng bụng là 78 cho em nhé. Quần rất mới, quần rất mới của Uni nhé. Đó, nó không khác gì quần mới đâu các bác, nó rất mới luôn. Con này mã V8 cho em này. V9, V9 lên cho bác một con hàng này là của Nhật Bản nhé. Nó vẫn là quần của Nhật. 99% sản phẩm quần tây bên em chỉ là hàng của Nhật thôi nhé. Con này vòng bụng là 83 cho em này. Mã V9, form ống suông, ống rộng này. Đó, màu basic, màu đơn giản thôi, nhưng quần nó vẫn rất là mới. Vải của nó thì cũng rất là đẹp, rất là mềm, rất là mịn nha các bác. Đó, bụng 83 cho em nhé. Mã V9, bụng 83, form đẹp lắm. Đây, V10. V10 chúng ta đến với một sản phẩm của Uniqlo này. Đó, con này vòng bụng của nó để trên tem sẽ là 84 cho tới 92 xăng nhé. Bởi vì con này nó sẽ là co giãn. Còn bên em đo thông số quần thì bên em sẽ đo theo cái thông số của cái tình trạng hiện tại của quần nhé. Đo đúng cái thông số hiện tại của quần luôn. Bởi vì quần nó còn co giãn, đôi khi nhà máy nó sản xuất ra nó đánh là 88 cm, nhưng mà đôi khi các bác nhận về nó có thể là 90 hoặc là 86 cm này các bác. Đôi khi cái thông số ở trên tem quần không bao giờ chuẩn với cái vòng đo chính xác của vòng eo đâu các bác. Nên bên em chỉ cung cấp cái thông số mà bên em đã đo được bằng thước nha. Đó, con này vòng bụng là 88 cho em, vòng bụng 88 nhé. Con này thì cạp của nó phối chung nên có thể co giãn nhẹ nha các bác. Hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản, phối màu thì cũng rất là sang. Đây, quần rất mới nhé. V10, V11 này. V11 lên cho bác một con này, nó cũng là hàng của Nhật luôn, thằng John Stone. Đó, tem phụ của nó sẽ nằm sau quần nhé. Quần tây của Nhật thì nó hay làm tem phụ ở phía sau túi quần. Phối màu cũng rất là sang nhé, phối màu rất sang. Độ mới này, cận cảnh cho các bác xem độ mới của một con quần tây của bên em nhé. Giá trị sử dụng của nó thì rất là cao luôn, nó cũng như là quần mới đó các bác. Con này vòng bụng 80 cho em nhé. Con này thì chất khá là dày dặn, chất khá là dày dặn nhé. Chất vải của nó sẽ giống như là cái chất dạ nha các bác, nên nó có độ xù xì, độ gân guốc của cái chất dạ nhé, chứ nó không phải là mịn 100% đâu. Đó, đó các bác nhìn nhé, cái chất vải nó giống như là vải dạ đấy, nên con này chất nó khá là dày dặn. V12 này, V12 lên cho bác sản phẩm của thằng Flying Cross, hàng của Nhật Bản luôn nhé. Con này thì chắc chắn tem cốt nó cũng phía sau này. Đó, con này thì màu đen trơn, màu đen trơn, chất của nó vẫn rất là đẹp, quần này cũng siêu mới luôn, siêu mới nhé. 200.000 bao ship này các bác, form ống suông. Quần vải này nếu mà các bác mua các bác không vừa hoàn toàn, các bác có thể về các bác mang đi sửa, mất 20-30.000 thì các bác đã sửa rồi, nếu mà các bác muốn. Còn quần tây các bác mà mua online mà các bác muốn mua được một con quần nó vừa khít với cái thông số các bác mong đợi ấy, thì nó sẽ rất là khó nhé, nó rất là khó luôn. Đây,
Bởi vì mỗi quần nó sẽ có một form khác nhau, mỗi thương hiệu nó sẽ may theo một form khác nhau, không con nào giống con nào đâu. Chủ yếu thì các bác cứ mua theo cái thông số mà bên em cung cấp đi. Về nếu mà nó hơi rộng một chút thì mang đi sửa nhé. Bởi vì cái giá bên em bán cho bác 200 nghìn là có thể bên em đã trừ cái chi phí cho các bác đi sửa quần. Đó. 200 nghìn. Cái số tiền mà các bác bỏ tiền ra các bác may một con quần với khi nó còn đắt hơn rất là nhiều. So các bác mua mới như thế này. V12 cho em nhé, vòng bụng là 85. Vòng bụng 85 nhé, màu đen trơn cho em, chất vải thì nó vẫn rất là mềm, nó rất là mịn và độ mới quần là hoàn hảo nhé, như một con quần mới luôn. Tiếp theo này, chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Golden Beer nhé. Golden Beer, màu đen trơn cho em nhé, màu đen trơn. Chúng ta sẽ có một cái logo của Golden Beer theo phía sau. Áo Golden Beer thì bán rất là nhiều rồi, quần thì đôi khi mở kiện ra thì nó được một vài con thôi. Nó cũng là hàng hiệu và bán rất là cao nếu mà các bác mua giá mới nhé. Đây, bác nhìn độ mới của quần em này. Những cái này là nó dính vết bụi nhé, giặt là sẽ sạch nhé. Còn quần mà nó có lỗi nhỏ nhất thì bên em cũng báo cho các bác, nên các bác cứ yên tâm nhé. Rồi, con này vòng bụng là 90 cho em nhé, vòng bụng 90. Vòng bụng 90, hàng của Golden Beer, quần thì như quần mới luôn, quần như quần mới nhé. Tiếp theo V14 này. V14 lên cho bác một con quần của Nhật nhé. Chúng ta vẫn có hệ thống tem cốt của Nhật Bản ở đây. Đó. Con này thì nó sẽ phối kẻ mờ cho em này. Đó, các bác nhìn phối kẻ mờ này. Đây. Chất của nó thì rất là mịn. Rất là mịn nhé. Nó như một con quần mới luôn. Những cái này, những cái sản phẩm quần này thì chắc chắn có những cái con là chưa có người sử dụng đâu. Và hầu hết những cái sản phẩm quần Tây này là những cái sản phẩm gần như là một con quần mới luôn. Con này vòng bụng 81 cho em nhé, mã V14 vẫn là form ống suông. Hầu hết quần form của Nhật thì nó sẽ là form ống suông nha các bác, chứ không form ống bó, form ống côn thì nó ít lắm. Đây, mặc quần Tây thì mặc form ống suông thì nó mới đẹp. Tiếp theo này, V15. V15 thì chúng ta đến với một sản phẩm của nhà Uniqlo nhé. Uniqlo, nó vẫn là phối kẻ mờ này. Đó. Màu cũng rất là sang, chất nhẹ nhàng, mát mẻ cho em này. Con này vòng bụng là 95 nhé. Vòng bụng 95 cho em. Đó. Các bác nhìn thấy tem của quần không? Tem của quần nó sẽ để là 91 xăng nhé. 91 xăng. Nhưng mà cái thông số bên em đo này, nó sẽ ra là 95 nha các bác. Chứ không phải là bên em lấy cái thông số ở trong tem quần ra mà bên em cung cấp cho các bác đâu. Các bác nhìn thấy không? Đó. Nó ra đến 48 thì nó sẽ là 96. Nhưng mà em sẽ để là 95. Để khi mà các bác mặc thì nó có chênh nhau một phân thì chắc chắn các bác mặc thì nó sẽ vừa vặn. Hoặc nó rộng ra tầm một phân thì các bác có thể dùng thắt lưng nhé. Đó, một cái thông số quần mà bên em đo cho các bác nó rất là kỹ càng. Bởi vì em là một thằng rất là cẩn thận trong cái việc bán hàng nhé. Nên thông số này bên em đo rất là cẩn thận. Đây, con này kẻ mờ, hàng chính hãng của Uniqlo nha các bác. Còn cái vấn đề quan trọng nhất trước khi các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thật kỹ giúp em nhé. Kiểm tra hàng thật kỹ đi. Còn nếu mà các bác bận, các bác không thể nhận hàng thì các bác có thể nhờ shipper giữ đơn ở kho, ngày hôm sau mình về mình nhận cho em nhé. Đó, Uniqlo này, nếu mà các bác là người đặt hàng thì các bác nên là người nhận hàng và kiểm hàng giúp em nhé. Mã 16 này, V16 này vòng bụng 83 nhé, vòng bụng 83 này. Quần màu này thì nó rất là sang. Đó, chất của nó rất là mịn nha các bác. Rất là mịn luôn, mặc mấy con này mùa hè thì thôi khỏi phải chê luôn. Vòng bụng 83 cho em nhé, hàng chính hãng Uniqlo. Con này chất của nó cũng khá là dày dặn luôn. Form bóng xuông cho em nhé. Vòng bụng 83. Tiếp theo này, mã V17 này. 17 lên cho bác một con hàng của nhà Gu nhé. Hàng của Gu, con này được sản xuất tại Việt Nam. Gu này, tem của nó cũng là tem của Nhật luôn, một cái thương hiệu cũng cực kỳ lớn đấy. Thường những cái thương hiệu này, những cái sản phẩm của những cái thằng Uni hay là Go ấy, các bác muốn mua thì các bác bắt buộc phải vào những cái trung tâm thương mại lớn, ở những cái trung tâm thành phố thì mới các bác mới mua được thôi. Còn nếu các bác đặt hàng online thì giá nó cũng khá là cao ấy. Và đôi khi cái hình thức mua hàng nó cũng khó khăn nữa. Con này vòng bụng là 85 cho em nhé, vòng bụng 85 cho em, vẫn là phối kẻ mờ nhé. Kẻ mờ khá là sang đấy ạ. Vòng bụng 85 cho em nhé, mã V17. V18 này,
lên cho bác tiếp tục là một con Uniqlo. Uniqlo tem đen nhé, con này phối màu đen trơn và độ mới của nó thì cũng như một con còn mới luôn. Đây, như một con còn mới nhé. Đó. Con này vòng bụng trong trong quần nó sẽ để là 78 nha các bác. Vòng bụng trong quần là 78 này. Nhưng mà thông số đo chính xác của nó sẽ là 82. Đây em đo trực tiếp cho các bác xem luôn. Đó. 82 này, các bác nhìn không? Nó sẽ là 41 nhá, 41, 41 thì tổng vòng bụng nó sẽ là 82. Con này chuẩn nó sẽ là 83, 84 đấy, nhưng mà em sẽ để 81 nha, 81. Lúc nào cũng đo lùi lại một phân để chắc chắn khi các bác mặc thì nó sẽ vừa vặn và nó mang cái cảm giác nó thoải mái chứ nó không có quá kiểu như là bị bó sát nha. Đó. Đo rất là chuẩn rồi, đo rất là chuẩn rồi. Con này vòng bụng là 82 cho em nhé, hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản, phối màu đen trơn. Phối màu đen này. Đó. Mới đó, mấy con quần này như mới các bạn. 19 nhé. V19 tiếp tục lên cho bác một con Uniqlo. Nhưng mà con này nó thiết kế hơi kỳ nhé. Nó lại không thiết kế cái phần khóa kéo ở đây. Mà nó cũng chẳng làm cái cúc mở ở đây luôn. Con này không biết mặc quần theo form gì đây. Con này vòng bụng là 81 cho em nhé, vòng bụng 81 vẫn là cái chất quần tây của Uniqlo, nhưng mà con này nó phối kỳ quá. Con này sẽ bán rẻ cho các bác luôn nhé, mình mặc chơi chơi, mình mặc ở nhà cũng được. Con này vòng bụng là 81, bụng con này bụng chung nhé. Đó, vòng bụng chuẩn em đo là 81, nó có thể co giãn ra được tầm 2 đến 3 phân, bởi vì nó sẽ là bụng chung nhé. Này, con này form ống đứng này. Màu rất đẹp, rất mới luôn, hàng chính hãng Uni, nhưng con này nó thiết kế kiểu vớ vẩn quá. Nó không để cái khóa kéo này. 150 này, con này chắc bác mặc ở nhà thì hợp lý lắm. Chứ mặc đi làm mà mình đeo thắt lưng mà mình đi giải quyết công việc, đi vệ sinh nó hơi kiểu hơi bất cập đấy. Em nghĩ con này các bác nên phải mặc ở nhà thôi, mặc chơi chơi cà phê cà pháo đấy. Tiếp theo này, V20 lên cho bác một con hàng nguyên tem mạc của Uniqlo nhé. Hàng còn nguyên tem mạc của nhà Uniqlo, mới 100%. Con này vòng bụng nó sẽ là 75 xăng nhé, vòng bụng 75 xăng, chất của nó là siêu đẹp luôn. Các bác nhìn cái phối màu của cái chất của các bạn đây, mới lắm. Bác nào mà vòng bụng 75 thì lấy con này nhé, 200.000 bao ship. Form con này nó vẫn ống suông nhé, ống suông. Mấy con này ống to lắm, các bác nào mà thích mặc ống to thì mặc nhé, không thì về sửa đi. Con này túi sau của nó cũng là túi giả nhé, chứ không phải là túi thật đâu, giả túi đâu. Để kiểm tra xem. Con này quần nữ rồi. Con này quần nữ rồi các bác ạ. V20 quần nữ rồi, nó để trên tem của quần là woman. Đó. Cái này thì các bác có thể mua tặng nhé, mua tặng ai thì tặng, còn quần nữ thì bên em bán 150.000 thôi. Con này quần nữ nha các bác. Vòng bụng của nó tầm đây, vòng bụng nó để trên cái tác của nó sẽ là 67 xăng nha, nhưng mà vòng bụng chuẩn bên em đo ra thì nó là 75 xăng nhé. Còn mới 100%, con này còn nữ bán 150, mới 100% này các bác. V20 V21 này, lên cho bác một con này nó cũng rất là đẹp. Đó, con này cũng hàng chi gốc, sản phẩm đến từ thương hiệu Mút Sinh Que nhé, con chim cánh cụt này. Thương hiệu này thì bên em bán rất là nhiều, mà kiện Nhật thì kiểu gì nó cũng có hàng thương hiệu này nha các bác. Moon Singwear này. Đó. Con này đẹp lắm, nó là cái dòng gốc quần mới 99% luôn, rất mới nha. Con này vòng bụng là 81 cho em này, vòng bụng 81, chất của nó rất là nhẹ nhàng, co giãn nhẹ này. Dòng chơi gốc thì nó cái chất nó rất là cao cấp. Đó. Nói chung con này nó rất là sang, nó rất là mới luôn ạ. Hệ thống túi là đầy đủ cho em nhé, quần mới 99% luôn, chất của nó sẽ là chất co giãn nhẹ nhé, bởi vì dòng này nó hơi có hơi hướng là thể thao một chút đấy các bác. Quần là quần công sở nhưng mà thiết kế cái chất liệu và cái phong cách theo cái hơi hướng thể thao. Đó, con này vòng bụng 81 cho em này. Tiếp theo này, V22 lên cho bác một sản phẩm ở nhà Uniqlo luôn nhé. Con này là hàng chính hãng của Uniqlo Nhật Bản, tem đen cho em này.
con này vòng bụng là 85 nhé, vòng bụng 85, form ống đứng này. Đó, cái này form ống nhỏ này, các bác nào mà thích kiểu form mà nó vừa vặn, nó form nó quần nó không có quá to, không có quá nhỏ này, ống là ống đứng này, thì các bác có thể lấy cái này nhé. Đó, con này vòng bụng nó sẽ là 85 cho em nhé, 23 này, V23. Quần của bên em thì sẽ đủ size nhé, từ size nhỏ nhất cho tới cái size lớn nhất, hàng của Nhật Bản luôn nha các bác. Đó, con này vòng bụng là 75 cho em này, vòng bụng 75 nhé, form bóng suông. Đó, chất vải của nó này, màu sắc của nó thì cũng rất là dễ mặc, rất là sang luôn. Đó, form bóng suông nha các bác, vòng bụng là 75 cho em. V24 lên cho bác một con Uniqlo này. Cái này vòng bụng nó sẽ là 83 cho em nhé. Vòng bụng 83, phối màu nâu nhạt. Quần rất là mới luôn. Mấy con này thì các bác mặc nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, Uniqlo nha các bác, 200.000 bao ship cho các bác toàn quốc luôn ạ. Vòng bụng là 83 cho em nhé. Vòng bụng 83. Tiếp theo này, lên cho bác một sản phẩm của thằng, con này là hàng của Nhật nhé, quần cũng rất là mới luôn. Đây, đó, con này vòng bụng của nó sẽ là 84 cho em nhé, màu xám ghi này, vòng bụng 84, đó, vòng bụng 84 cho em nhé, màu xám ghi. Đó, form là form ống suông nhé, đẹp chưa? Mấy con này các bác mặc vào mùa hè thì nó sẽ rất là hợp lý, nó nhẹ nhàng và nó mát, nhẹ nhàng và nó mát. Tiếp theo này, V26 lên cho bác một sản phẩm của Uniqlo luôn. Đó, cái kiện này thì hầu hết em lấy con hàng của Uni là nhiều nhé. Nó là một cái thương hiệu thời trang fast fashion nhưng mà nó cực kỳ chú trọng về cái phần chất liệu của sản phẩm. Đó, mấy cái con quần này các bác mua mới thì nó cũng không có quá đắt. Nó trên dưới 1 triệu là các bác đã mua được một con quần mới rồi, trên dưới 1 triệu rồi nhé. Còn khi mà các bác đã quyết định chơi đồ si thì giá nó cũng chỉ còn 1/3, 1/4, 1/5 thôi, thì nó cũng rất là ok rồi. Và độ mới quần thì bên em vẫn cam kết cho các bác độ mới quần nó rất là cao, đặc biệt là những cái sản phẩm quần tây nói riêng. Con này V26 nhé, vòng bụng nó sẽ là 86 em này, vòng bụng 86, màu xám, xám ghi, rất dễ mặc, rất dễ phối đồ luôn. Tiếp theo V27 này, V27 em lên cho bác một sản phẩm của nhà Golden Bear. Tiếp tục vẫn là một con Golden Bear nhé, con gấu vàng, logo thêu rất đẹp luôn. Một cái thương hiệu này nó bán giá cũng rất là đắt đấy, nếu mà các bác mua mới nhé. Và hầu như những cái sản phẩm này thì các bác chỉ mua ở đồ si thôi, còn các bác mua mới thì nó khá là khó mua. Mấy con này thường nó chỉ dùng cho cái thị trường nội địa Nhật Bản đấy. Form ống suông nhé, vòng bụng 85, màu đen trơn cho em này, màu đen trơn, quần rất mới, quần rất mới nhé, Golden Bear, bụng 85. Tiếp theo mã V28 này, V28 em lên cho bác một sản phẩm của thằng Ralph Lauren này. Con này là bản sport nhé, Ralph Lauren nha các bác, đó không phải là Polo Ralph Lauren đâu nhé, con này nó chỉ là Ralph Lauren thôi. Đó, con này nó cũng là hàng chơi gốc và giá bán của nó, một con quần này các bác mua mới là nó tầm 90, hơn 100 đô cho một quần nhé, nó đâu đó tầm 2 triệu. Logo làm bằng kim loại, làm cực kỳ chắc chắn luôn, màu này thì quá đẹp luôn. Chất của nó thì cũng hơi hướng theo kiểu cái chất sport nha, cái chất thể thao đấy, mặc dù nó là một con quần công sở nhé, nhưng mà khi các bác cầm cái chất liệu vải lên thì các bác sẽ cảm giác nó rất là thể thao, nó rất là thể thao nhé. Mặc mấy con này thì nó vẫn có cái sự sang trọng, sự lịch sự, nhưng mà nó cũng kiểu năng động và thoải mái nha các bác. Cái chất của nó cầm trên tay rất là sướng. Đó, 200.000 cho em mã 28 nhé, con này vào bụng là 93. V29 này, V29 em lên cho các bác một sản phẩm của nhà Uniqlo, tem đen phối kẻ nhé, con này sẽ là phối kẻ màu. Đó, này, cái phối màu nó đây nhé các bác. Con này vòng bụng của nó sẽ là 78 cho em, vòng bụng 78, còn rất là đẹp. Này, vòng bụng 78 cho em nhé, hơi nhăn một chút thôi, bởi vì có một vài con thì em quên ổi đấy, quên lại,
nên hơi nhanh một chút, còn còn thì vẫn rất là ngon, rất là mới nhé. Vòng bụng 78 thì em hàng chính hãng Uni này, V29, V30 lên cho bác một con quần này. Con này nó còn jean rồi, còn jean rồi nha các bác. Con này hàng của Nhật Bản luôn, Real Standard, tem của nó là tem cốt của Nhật Bản luôn. Con này vòng bụng là 85 nhé, vòng bụng 85 nhé, vòng bụng 85, form ống đứng rất đẹp, quần rất mới nhé. Đó, độ mới là hoàn hảo luôn cho em nhé, hàng của Nhật Bản. Cái này nó giống như là quần jean chứ không phải là quần công sở hay là quần kaki, các bác, chất của nó sẽ là chất jean. Và con này nó có độ co giãn nhẹ này. Quần rất mới, vòng bụng 85 cho em nhé. V31 chúng ta đến với thằng Grand Monarch. Cái này thì nó là một cái nhánh của cái thằng Mizuno nhé. Nó được sản xuất bởi cái thương hiệu Mizuno Nhật Bản. Đó, màu thì cũng rất là đẹp, chất thì mát mẻ nhẹ nhàng. Đó, quần công sở này thì các bác mặc thì nó rất là thoải mái rồi. Mặc vào mùa hè này thì nó cực kỳ hữu dụng luôn, mặc đi đâu cũng được, mặc đi đâu cũng được. Còn rất mới luôn nha các bác, phối màu của nó thì cũng rất là sang, chất của nó thì siêu mịn luôn. Con này vòng bụng là 377 cho em, vòng bụng 77. Tiếp theo này, V32. Lên trước mắt một con Cambridge Polo. Đó, con này vòng bụng của nó sẽ là nó rất là nhiều tem mạc rồi. Một con quần của nó rất là, cái hệ thống tem của nó rất là nhiều rồi. Con này vòng bụng là 78 cho em nhé, màu đen trơn, hàng của Cambridge Polo, màu đen, quần rất mới, chất rất là sang các bạn. Đó, 200.000 thôi nhé, 200.000 này. Vòng bụng con này nó sẽ là 78 cho em nhé, vòng bụng là 78 cho em nhé. Màu đen trơn em nhé, màu đen trơn, form bóng suông, quần thì mới tính con luôn. Tiếp theo này, lên trước mắt một con Uniqlo, tem của nó cũng là tem đen luôn. Dòng tem đen này thì theo cái cảm nhận cá nhân của em thì cái chất của nó sẽ tốt hơn dòng tem trắng một chút nhé. Những cái sản phẩm mà tem đen thì nó sẽ đẹp hơn tem trắng một chút, ít nhiều. Cái này vòng bụng là 97 cho em này, vòng bụng 97 nhé, vòng bụng 97. Đó, hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản này, 97 nha các bác, phối màu xám ghi, quần rất mới nhé, mấy con hàng Uni cũng chẳng phải lấy được nhiều. Tiếp theo này, lên cho các bác một con Das London, hàng của Anh Quốc nha. Cái thương hiệu này thì bán rất là nhiều trên kênh rồi. Das London, cái giá bán và cái độ lớn thương hiệu của nó thì cũng không thua kém gì thằng Burberry đâu. Đó, và những cái sản phẩm cái thương hiệu này thì rất là nhiều bác thích, rất là nhiều bác thích này. Phối màu của nó thì cũng rất là sang, con này thì chất nó khá là dày dặn nha các bác. Con này chất nó sẽ rất là dày. Đó, bác nào mà thích mặc con quần với cái chất liệu mà dày dặn thì có thể lấy con này nhé. Nói chung là mấy cái con nào mà chất liệu nó dày dặn thì đặc biệt em sẽ báo nhé. Còn không các bác mặc định thì nó cũng chất nó giống như những con bình thường thôi. Chất của nó sẽ giống như những con quần tây bình thường mà các bác hay mặc thôi. Còn con nào mà đặc biệt nó chất nó dày dặn thì bên em sẽ báo riêng cho các bác. Con này chất dày này, vào bụng 82, V34. V35 này, con này chất của nó cũng khá là dày nhé, V35. Vòng bụng con này nó sẽ là 77, phối màu thì cũng không có gì để chê luôn. Hàng của nó cũng là hàng của Nhật Bản luôn nhé. Đó, độ hoàn thiện của những cái sản phẩm quần tây này nó sẽ hoàn chỉnh từ trong ra ngoài nhé. Từ trong ra ngoài. Đây, phối màu của nó này, đẹp chưa các bác? Con này vòng bụng là 77 cho em nhé, vòng bụng 77, mã V35 cho em, vẫn là form bóng suông nhé. Tiếp theo V36 lên cho bác một sản phẩm của thằng Christian Dior, hàng chính hãng của Dior đấy các bác, nhưng con này là tem bản đời cũ rồi. Hàng của Dior đấy các bác. Đó, có Dior này thì bán cho bác 100.000 thôi, nó bị lỗ nhỏ rồi, nó bị sờn một miếng nhỏ ở đây này. Đấy, các bác thấy không? Nó bị sờn một chút ở đây nhé. Đó, có thể bán cho bác 100.000 thôi nhé. Nó là hàng của Dior đấy, nhưng mà nó bị lỗ nhỏ rồi, bán rẻ. Các bác về mặc đi làm đi chơi tùy các bác. Quần thì còn rất là đẹp, nói chung là chất vải nó còn rất là mới luôn. Đó, có thể vòng bụng 86 cho em, nhưng 100.000 lỗi bán rẻ.
V37 này, lên cho bác một con này hàng của thằng Spell đi, Nhật Bản. Đó, chất của nó thì cũng rất là đẹp này, chất quần của nó này. Đó, con này vòng bụng 76 cho em nhé, vòng bụng 76, chất liệu khá là dày dặn, khá là dày dặn nhé, vòng bụng 76, quần thì còn rất là đẹp, rất mới nhé. Con này giá bán đồ si ở bên Nhật này, nó đã bán đến cái giá là 2.600 yên. Đấy là giá đồ si luôn các bác, còn giá đồ mới thì chắc chắn sẽ đắt hơn rất là nhiều. Tiếp theo này, V38 đây cho bác, một sản phẩm của thằng Liberty Ship. Hàng của nó vẫn là hàng của Nhật Bản nhé. Con này vòng bụng sẽ là 70-75 cho em nhé, vòng bụng 75. Vòng bụng 75 nha các bác. Đó, phối màu của nó thì cũng rất là sang, chất của nó thì khá là dày dặn nhé, khá là dày dặn. Bác nào vòng bụng nhỏ thì có thể lấy con này cho em. Vòng bụng 75 cho em nhé, mã V38, màu nó cũng rất là đẹp, quần thì cũng siêu mới luôn, siêu mới luôn. V36 này, con này thì phối màu của nó thì màu nâu cho em nhé, màu nâu. Đó, quần rất mới luôn. V39, con này bị hỏng khóa nhé, con này khóa bị kẹt, các bác về tự xử lý khóa cho em, và con này em bán cho bác mức giá chỉ là 100.000 nhé. V39 100.000 thôi, quần rất là mới, quần nó cũng là quần của Nhật nhé. Mã cuối cùng thì em lên cho bác một con Levi nhé. Levi chất cốt tông, nhưng mà con này nó phối cái kiểu quần, cái chất vải nó giống như là cái chất nhung tăm nhé, nhưng con này nó sẽ là chất cốt tông. Còn Levi dòng White Tag này, đó, con này thì nó có bị một cái lỗi nhỏ, nó bị xước một miếng vải nhỏ ở phần túi này nhá. Con này thì bán cho bác về mặc đi chơi đi lại nhá, 100.000. Màu của nó thì khá là bụi bặm nhá, 100.000 cho mã này nha các bác. Đó, tem rất đẹp, quần thì còn rất là mới luôn, 100.000 nha các bác. V40 và bụng 78 nhá, con Levi. Đó, mặc đi chơi đi làm thì nó vẫn rất là chất nha. Về cái màu này thì nó cũng khá là hiếm, màu này nó cũng khá là hiếm nhé. 100.000 mã V40. Rồi, đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong cái live ngày hôm nay. Em cảm ơn các bác nha, cảm ơn các bác vì đã theo dõi cái live buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại vào cái live buổi tối mai nha các bác.